បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយតកតទៅនឹងវីដេអូមុនហើយវីដេអូនេះដែរគឺយើងនិយាយអំពីរបៀបនៃការអាប់ដេតហ្វឺមវ៉ែមិនន័យថាសូហ្វវ៉ែមួយមួយតែតែមានហ្វឺមវ៉ែចាស់ហ្វឺមវ៉ែថ្មីហើយហ្វឺមវ៉ែថ្មីថ្មីនឹងវាជួយហ្វិចពជាបាក់ដែលរៀបផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះវាអត់ស្មូតអញ្ចឹងគេហ្វិចបាក់ឬក៏ផាច់ឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យ OS របស់យើងនឹងដំណើរការល្អជាងមុនបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវដោនឡូដ Covox U50V2 firmware version 2.1 ពី 2.1.7 បាទព្រោះឥឡូវយើងចង់ដឹងថា firmware របស់យើងចាស់ថ្មីគឺយើងចូលទៅក្នុង system របស់យើង U50 បាទនេះគឺយើងពេលដែលយើងចូលដំបូងយើងចូល home មកបាទបាទពេលយើងចូល home យើងមើលឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ model ហើយCovox U50V2 system version 2.1.6បាទអញ្ចឹងវ៉ឺសិននេះគឺវ៉ឺសិនចាស់អ្វីដែលយើងចង់អាប់ដេតគឺវ៉ឺសិន2.1.7បាទអញ្ចឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោនឡូតវ៉ឺសិនរបស់វាហ្វ្រីបានបាទចូលទៅក្នុងវេបសាយ ហើយយើងយកវ៉ឺសិនណាដែលយើងចង់ដោនឡូតឧទាហរណ៍តាមម៉ូដែលរបស់យើងយូ50V2យើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើង scroll មកក្រោមរកកន្លែងមួយដូចជា option នៅក្នុងនេះយើងអាចមើល specification យើងមើលប្រភេទ module ណាដែលវា support ជាមួយហើយនឹងយើងអាច download នឹងចំ data sheet ឬក៏ guideline នេះនៅក្នុងហ្នឹងបានងាស់របៀបធ្វើគឺ វាមាន complete នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងហើយនេះគឺ version ថ្មីបាទចុច1.2.1.7បាននេះហើយគឺ version នេះ 10 មេ យើង download មកបាទនេះគឺ download រៀង យូរ បន្តិច សារ internet រៀង slow Update firmware វាជាការងាយស្រួលទេគ្រាន់តែថាយើងចង់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការ upload download ពី software website មកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាការ download របស់យើងចិត្តចប់ហើយ chúng cho bấy dân dương vô phần về nó tự đặt và nhưng đặt được nông IP phone đấy và copy và toàn một tiết dân cho từ đó lại update phần về đôi được nông system cho upgrade hai dân mơ cả lại web upgrade ឬក៏ TTP អានឹងគឺយើង upgrade តាម software ហើយ web នេះគឺយើងចូលទៅក្នុង web នេះ direct តែម្ដងហើយកន្លែងនេះបើសិនជាយើង thick បានន័យថាពេលដែលយើង upgrade ហើយយើង restore អ្វីវិញទៅ default ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងចុចប្រើមកហើយ ទៅរក file របស់យើងបាទនេះបាទបន្តមកទៀតយើងចុច upload អូនេះយើងត្រូវការ extract មួយសិនបាទយើងត្រូវ extract file មួយសិនអូប្រហែលជា software error នេះគឺ file របស់វា file ដើម
cho nhiều chỗ từ browser máy bà này tao mình tiếp tục chạy upload rồi về cầm phong tại process không ca upload hai xung trăm và hai chị pin tí và to bị upload hai về tầm rồi system reboot và lại nó cần phong tỏa reboot đó dừng pin test và lại nó system time out hai và đây tham về cầm phong tài reboot và lấy chứng khơi ta về reply bên hai system mà dùng là cá dân cho tôi check mà firmware bật về tiếp rồi cái bây giờ đã port bóng môn hạt đấy ập trồ dẫn bà pick lá ai mò bì browser đá Firefox pra mà dẫn riêng error lăng lơ website và một hàng đấy lọc vào toàn chỗ và chỗ đấy còn hai process bảo vệ mấy nó về toàn đào đó là dương lọc chỗ hai và chắc ở đây là dương mới cứ default với load mới là không home đấy và chắc dương mới system của sản bảo vệ chuyện pi chuyện môi trường và bà chắc tại tôn tình năng ca upgrade firmware nhưng mình là phần năng thế hay số mọc cũng rồi cả chạy like hay năng subscribe hay bật sân thì mình dùng ngon tại tôi nâng update đấy xong mà cần thả mò link vào nhóm rưu comment vào nhóm bàn và xong mà cũng xong chụp được kia bạn.